Ở tập trước, Vương Lâm và Đoá Mục đạt được thỏa thuận hợp tác và đã thành công giúp yêu thần Thác Xâm phá bỏ phong ấn, hiện đang hướng đến thần thức Chi Hải để giành lấy di sản ký ức của cổ thần đầu tư. Chúng ta sang tới nội dung của Thiên Nghịch tập 36. Yêu thần Thác Xâm đã tìm thấy con đường đến di sản ký ức ở trong thần thức Chi Hải. Khi mà hắn đang giành lấy ký ức, chiến tướng huyết hải Đoá Mục bắt đầu ra tay, bởi vì nếu yêu thần Thác Xâm có đường di sản ký ức thì họ sẽ không có cơ hội phản kháng và khó tránh khỏi cái chết. Do đó, Đoá Mục cùng với các chiến tướng huyết hải khác của chính mình tất cả đồng loạt tấn công và lợi dụng thời cơ để ám sát yêu thần Thác Xâm. Dù cho 10 chiến tướng huyết hải có thể tạm thời giữ chân của yêu thần Thác Xâm, thế nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn. Như yêu thần Thác Xâm đã nói, dựa vào đâu mà các người nghĩ mình có thể đánh bại được thần? Chỉ cần yêu thần Thác Xâm búng ngón tay một cái đã tiêu diệt một loạt các con số yêu thần, sau đó dễ dàng phá bỏ phong ấn. Ngoài ra, yêu thần Thác Xâm còn cầm trong tay pháp khí chiến kích của cổ thần, trực tiếp phản công và tiêu diệt chiến tướng huyết hải. Ban đầu thì chiến tướng huyết hải Đoá Mục lén ám sát yêu thần Thác Xâm từ phía sau, thậm chí vào lúc quan trọng, Đoá Mục yêu cầu Vương Lâm ra tay ngay lập tức và sử dụng sức mạnh thôn hồn để kết liễu yêu thần Thác Xâm. Thế nhưng Vương Lâm rất là điềm tĩnh và dày dặn kinh nghiệm, anh ta không dễ dàng bị người khác điều khiển nên đã phớt lờ yêu cầu của 10 chiến tướng huyết hải và tự mình chạy trước. Vì Vương Lâm đã tìm thấy vị trí thực sự của phiên bản hoàn chỉnh di sản ký ức. Mặc dù Vương Lâm không giúp chiến tướng huyết hải đâm sau lưng yêu thần đầu tư, thế nhưng yêu thần đầu tư cũng đã phát hiện ra vị trí bí mật của phiên bản hoàn chỉnh di sản ký ức do cổ thần đầu tư để lại. Đồng thời hắn cũng nhận thấy một chút hơi thở của di sản ký ức trên người của Vương Lâm. Lúc này yêu thần Thác Xâm nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm và dùng pháp khí chiến kích của mình đâm xuyên qua thân xác của Mã Lương mà Vương Lâm vẫn chiếm giữ. Kết quả chỉ là yêu thần Thác Xâm đã tiêu diệt thân xác của Mã Lương, khiến Vương Lâm trở về hình dạng thôn hồn ban đầu và rồi Vương Lâm tái sinh trở lại. Do Thác Xâm tiêu diệt thân xác của Mã Lương của Vương Lâm đã tạo cơ hội bất ngờ cho Vương Lâm bước vào trong một không gian bí mật nơi cất giữ phiên bản hoàn chỉnh di sản ký ức. Tại đó Vương Lâm đã tìm thấy nhiều tinh thể băng và không ngần ngại hấp tụ chúng, kế thừa phiên bản hoàn chỉnh di sản ký ức của cổ thần đầu tư để lại. Nhờ đó Vương Lâm có thể tái sinh. Vương Lâm đã sử dụng sức mạnh của di sản ký ức để tái tạo cấu trúc thân xác của chính mình. Điều đáng chú ý chính là thân xác tái tạo này của Vương Lâm chính là thân xác cũ của cậu. Vương Lâm sở hữu một thân thể tưởng như bình thường, thế nhưng thường chất rất là mạnh mẽ. Khi mà cơ thể này được tái cấu trúc 8 lần, nó sẽ tương đương với cơ thể của cổ thần thời xưa. Vương Lâm nhận ra rằng 8 tinh điểm ở trên trán cổ thần có thể liên quan đến 8 lần tái tạo cấu trúc của chính mình. Nếu điều này đúng, nó sẽ giải thích tại sao có một tinh điểm ở trên trán của anh ta, bởi vì cơ thể của anh ta đã được tái cấu trúc một lần. Vương Lâm cũng nhận thấy rằng sau khi hấp thụ 57 băng tinh, những ký ức rời rạc ở trong tâm trí anh ta bắt đầu kết hợp lại, tạo ra một đoàn tương đối đầy đủ. Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến cảm giác thần thức thác loạn. Khi mà Vương Lâm lúc này nghĩ rằng mình là đầu tư, lúc lại là Vương Lâm, sự bất ổn này khiến Vương Lâm lo lắng rằng nếu như không cẩn thận, anh ta có thể hoàn toàn đánh mất bản thân, nghĩ rằng mình chỉ là đầu tư. Để tránh rối loạn thần thức, Vương Lâm quyết định giảm tốc độ dung hợp băng tinh, cho phép cơ thể và tâm trí của mình dần ổn định lại. Với cách tiếp cận này, Vương Lâm cảm thấy sự hỗn loạn đang giảm dần, cho phép anh ta duy trì được nhận thức bản thân. Theo thời gian, anh ta nhận thấy mỗi lần dung hợp thêm một băng tinh, quá trình hấp thụ trở nên khó khăn hơn và tốn thời gian hơn do lượng ký ức tăng lên. Sau khi phá kén, Vương Lâm quan sát cơ thể của mình và nhận ra rằng tinh điểm trên trán của anh ta đậm lên sau mỗi lần dung hợp băng tinh, cho thấy rằng cơ thể của anh ta đang trở nên cứng rắn hơn và ngày càng giống với phương pháp của cổ thần. Sau khi dung hợp 70 băng tinh, Vương Lâm sở hữu một thân thể mạnh mẽ với khả năng phòng ngự vượt trội. Mặc dù vẻ bề ngoài không có gì khác thường, Vương Lâm tự hỏi liệu rằng cơ thể của mình có thể chống lại một đòn toàn lực của một tu sĩ kết đan kỳ hay không. Và cuối cùng Vương Lâm gật đầu, tin rằng mình đã đủ mạnh. Thời gian trôi qua và băng tinh cuối cùng cũng đã được dung hợp tại nơi truyền thừa ký ức của cổ thần. Ở trung tâm chỉ còn lại một cái kén lớn màu lam đậm với hoa văn tinh mịn, giống như là dấu vết trên cơ thể của cổ thần đầu tư. Cái kén này đã tồn tại hàng ngàn năm, thế nhưng chưa ai phá kén ra. Bên trong cái kén này, Vương Lâm đang chìm bên trong trạng thái gần như tử vong, với nhịp tim đã ngừng đập và cơ thể dường như bất động. Trong quá trình dung hợp băng tinh cuối cùng, thân thức của Vương Lâm đã rơi vào hỗn loạn, như thể chính anh ta đang trải qua cuộc đời của cổ thần đầu tư từ lúc sinh ra đến khi tu luyện mặc lưu hóa thần thuật. Cảm giác rối loạn này, dù cố gắng né tránh, cuối cùng cũng vẫn bùng nổ, khiến anh ta lâm vào hôn mê. Sau một thời gian không xác định, cái kén lớn bỗng phát ra âm thanh răng rắc rồi vỡ ra với tiếng vang lớn, để lộ ra Vương Lâm với mái tóc đầu bạc và đôi mắt đen nhánh. Mặc dù có vẻ bề ngoài bình thường, thế nhưng anh ta mang một khí chất khác thường. Khi mà Vương Lâm mở mắt ra, dường như có một sức mạnh vô cùng tiềm ẩn trong ánh mắt nhìn anh ta, với mây khói cuồn cuộn ở trong đồng tử. Vương Lâm đã dung hợp được băng tinh thứ 94 và cảm nhận sự mạnh mẽ của cơ thể mình. Dù không biết chính xác sức mạnh của chính mình, anh tin rằng điều này sẽ tăng hội
sống sót khi mà gặp nguy hiểm. Quá trình xâm nhập băng tinh cuối cùng là một trải nghiệm đáng sợ. Nếu không có sự cẩn thận và xây dựng cơ sở vững chắc, Vương Lâm có thể đã mất kiểm soát và trở thành một cổ thần đầu tư điên loạn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp Vương Lâm vượt qua giai đoạn khó khăn cuối cùng và duy trì được sự tỉnh táo. Mặc dù khẩu quyết đã gần như hoàn chỉnh, thế nhưng Vương Lâm vẫn cảm thấy bối rối vì thiếu thông tin về Mặc Lưu hóa thần thuật mà. Mặc dù khẩu quyết đã gần như hoàn chỉnh, thế nhưng Vương Lâm vẫn cảm thấy bối rối vì thiếu thông tin về Mặc Lưu hóa thần thuật và những gì xảy ra với cổ thần đầu tư sau khi bắt đầu tu luyện. Điều này khiến Vương Lâm nghĩ rằng có thể còn nhiều băng tinh hơn 94 cái, thế nhưng chúng không có ở đây. Vương Lâm buông bỏ suy nghĩ đó và sử dụng một pháp quyết đặc biệt để tạo ra một cái khe, từ đó lấy ra 3 viên đá màu đen cần thiết để tái tạo ra cấm phiến Mặc Gian Thạch. Vương Lâm bước qua 3 bước và biến mất khỏi nơi truyền thừa ký của cổ thần, xuất hiện bên trong một cái khe với vô số cấm chế. Nhưng cấm chế này dường như đã mất tác dụng, cho phép Vương Lâm tiến vào dễ dàng. Khi mà Vương Lâm tiến đến trung tâm, các cấm chế tự động biến mất. Đây chính là nơi anh đã cẩn thận bảo vệ mình và túi trữ vật trước khi rời đi. Sau khi vào trong, Vương Lâm nhìn vào cơ thể cũ của chính mình và túi trữ vật, cảm thấy cảm khái. Cơ thể trước đây của anh đã hư thối, chỉ còn lại cái xác khô vớ linh khí phát tán ra từ kim đan bên trong. Bên cạnh xác khô kia chính là vài cái túi trữ vật. Vương Lâm hiểu rằng nếu như không có ký ức của cổ thần và không trọng tổ lại cơ thể, anh sẽ phải tìm một cơ thể khác để tiếp tục tồn tại. Vương Lâm đưa tay phải lên chạm nhẹ vào ngực của cái xác khô, khiến cho linh lực bên trong nó bùng nổ ra ngoài. Hai tay và hai chân của xác khô vỡ vụn ra và lan ra bên ngoài, khuếch tán linh lực mạnh mẽ. Cuối cùng toàn bộ xác khô tan thành bụi, chỉ còn lại một viên kim đan lớn như nắm tay. Trên bụi vụn kia của xác khô, những điểm sáng nhỏ li ti xuất hiện, phân bố khắp thân thể phát ra ánh sáng kỳ lạ. Nhìn thấy viên kim đan, Vương Lâm cảm thấy một liên kết mạnh mẽ. Dù thời gian đã trôi qua, liên kết này vẫn không bị phá vỡ. Anh phung tay phải lên, kim đan bay vào tay của anh. Khi mà chạm vào ngón tay, kim đan biến mất và nhập vào cơ thể của Vương Lâm, di chuyển đến gần đan điền và chậm rãi quay tròn. Ngay lập tức thì linh lực ở trong cơ thể của Vương Lâm bắt đầu lưu thông. Anh mở mắt ra, sau đó nhanh chóng kích hoạt ra một pháp quyết. Đó chính là Hoàng Tuyền Chi Viêm. Ngay khi Hoàng Tuyền Chi Viêm xuất hiện ra, các điểm sáng màu lam bắt đầu tạo thành những tia lửa, sau đó hợp lại với nhau từ bụi vụn, tạo thành một đám lửa màu lam rực rỡ. Vương Lâm mở miệng và đám lửa này đã bay vào trong miệng, hòa nhập vào kim đan và tan biến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sau đó Vương Lâm nhấc tay phải lên, túi chữ vật bay lên và anh nắm lấy nó. Ánh sáng trắng lóe lên và trong tay của anh hiện ra một bộ trang bị màu đen. Anh mặc vào và sau đó thu túi chữ vật vào trong túi. Anh vung tay phải lên tạo ra một khe hư không và bước vào bên trong. Anh trở lại chính nơi anh nhận ký ức của cổ thần. Anh nhìn xung quanh và sau đó kích hoạt một pháp quyết khác. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ phức tạp của cổ thần, anh tạo ra một không gian 3 chiều. Các ngữ cảnh bắt đầu mở rộng và cuối cùng hình ảnh hư ảo của cổ thần đầu tư xuất hiện ở trên không gian 3 chiều. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.